Tê bì chân tay là tín hiệu cảnh báo các cái chức năng tạng phủ, tim, gan, tỳ, phế, thận của các bạn đang bị suy yếu. Từ đó dẫn tới các cái bệnh lý rất là nghiêm trọng như là bệnh tim mạch, bệnh xương khớp, bệnh thần kinh. Và nếu như để bệnh lý này kéo dài, có thể dẫn tới teo cơ, thậm chí là liệt. Trong video này thì mình sẽ chỉ cho các bạn nguyên nhân. Từ đó các bạn sẽ phòng ngừa và điều trị hiệu quả hết hẳn những căn bệnh này. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Chân Thiện Mỹ Bách Niên. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói về bệnh lý là tê bì chân tay. Cái triệu chứng của bệnh tê bì chân tay này thì ban đầu nó chỉ là tê các đầu ngón chân, ngón tay như là bị châm, bị chích vào, mất cảm giác ở vùng ngón chân, ngón tay. Sau đó nặng hơn nó sẽ có cảm giác như là kiến bò, như bị chuột rút, nhức mỏi. Và sau khi để lâu nó sẽ lan dọc theo vùng cánh tay, vùng cẳng tay, tê vùng mặt, tê bả vai, vùng đùi, vùng cẳng chân và lan dọc đến toàn bộ cơ thể, gây ra khó cử động và cầm nắm. Và nếu như bệnh lý không được chữa trị lâu ngày thì càng để càng lâu thì bệnh lý sẽ càng nặng, dẫn tới tê buốt, đau nhức liên tục, người bệnh mất ăn mất ngủ, sức khỏe suy giảm nghiêm trọng. Sau này nó sẽ dẫn tới các tình trạng là đại tiểu tiện không tự chủ, teo cơ, liệt chi và lâu dài có thể bệnh nhân còn phải nằm một chỗ, rất là nguy hiểm. Có nhiều bệnh nhân đến gặp mình, người ta đang lao động chẳng hạn cầm cuốc, cầm dao, cầm liềm hoặc là người ta đang lái xe thì tự dưng bị mất cái cảm giác ở tay và cái lúc đó thì người ta bị rơi với trạng thái cực kỳ nguy hiểm và phải đỗ xe lại để lấy lại cái cảm giác ở chân ở tay thì mới tiếp tục xử lý được các cái tình huống. Những cái đối tượng mắc phải bệnh lý tê bì chân tay này đa số là những bệnh nhân cao tuổi. Ngoài ra thì do một số các cái điều kiện liên quan đến công việc, đến sinh hoạt, đến đời sống như là lái xe đường dài hay làm việc nhiều với máy vi tính, nhân viên văn phòng, những cái người mà phải làm việc trong cái cường độ nặng như là bốc vác, cửu vạn thì là những cái đối tượng dễ mắc cái bệnh tê bì chân tay này nhất. Thứ hai là những cái bệnh nhân mà bị rối loạn chuyển hóa là do cái người đó bị mắc chứng bệnh nào đó dẫn tới là làm cản trở cái lưu thông của khí huyết, ví dụ như là bệnh lý tiểu đường. Khi mà máu nó cô đặc ấy, thì cái việc mà tim bơm máu đưa máu đến các cái tế bào, đến các cái cơ quan tạng phủ trong cơ thể nó bị ảnh hưởng, dẫn tới cái hiện tượng là tê bì chân tay. Ngoài ra thì những bệnh nhân mỡ máu, cholesterol máu do là cái lòng mạch họ bị xơ vữa, bị bít tắc thì cái việc vận chuyển máu đến cái vùng xa nhất ở trong cơ thể như đầu ngón chân, đầu ngón tay và vùng bì mao nó bị ảnh hưởng, dẫn tới bệnh tê bì chân tay nó xuất hiện. Thứ ba là những phụ nữ sau sinh thì sau sinh là do cái tình trạng nội tiết bị thay đổi. Thứ hai là mất máu nhiều và các cái cơ quan tạng phủ của phụ nữ sau sinh này nó bị kém, dẫn tới là cái việc lưu thông máu nó cũng kém hơn và dẫn tới tình trạng tê bì chân tay. Về cái nguyên nhân của bệnh lý tê bì chân tay theo y học hiện đại, số liệu của Viện Rối loạn Thần kinh và Đột quỵ Quốc gia thì 75% cái số bệnh nhân bị tê bì chân tay là do các cái bệnh lý như sau, như là bệnh lý thoái hóa cột sống, bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, hẹp ống sống, viêm đa xơ cứng, viêm đa rễ thần kinh, xơ vỡ động mạch, vân vân. Ngoài ra còn một số các cái nguyên nhân khác như là làm việc không khoa học, tức là lười vận động, ngồi dưới máy lạnh lâu và thường xuyên không đi ra ngoài dẫn tới bệnh lý này. Và một số các thói quen sinh hoạt sai tư thế như là đi giày cao gót, nằm nghiêng người hoặc gối đầu quá cao cũng là những nguyên nhân gây nên bệnh tê bì chân tay và tê bì vùng vai gáy. Căng thẳng mệt mỏi nhiều nó cũng sẽ làm co rút các cái cơ và gân dẫn tới tê bì chân tay. Và tê bì chân tay nó còn do một số những cái tai nạn do tổn thương dẫn tới là bị chèn ép các cái dây thần kinh. Đối với Tây y thì phương pháp điều trị cái bệnh lý tê bì chân tay này, các bác sĩ sẽ dựa vào bệnh lý của bệnh nhân để điều trị cái bệnh lý tê bì chân tay này. Ví dụ như là ban đầu thì để điều trị triệu chứng thì sẽ sử dụng các cái thuốc giảm đau, chống viêm phi steroid, phối hợp với paracetamol và các vitamin nhóm B, đường uống hoặc là đường tiêm. Kết hợp với việc là tìm hiểu cái căn nguyên gây bệnh để chữa trị bệnh lý cho kịp thời. Ví dụ như là do viêm khớp thì phải điều trị viêm khớp. Nếu do thoát vị đĩa đệm thì phải điều trị thoát vị đĩa đệm. Nếu do thiếu vitamin thì bổ sung vitamin. Nếu do nhiễm độc thì phải điều trị nhiễm độc. Tuy nhiên, để tìm hiểu các nguyên nhân của bệnh lý này thì nó không phải là đơn giản và cần có thời gian để làm các xét nghiệm, chẩn đoán và theo dõi bệnh nhân thì mới có thể tìm ra được nguyên nhân. Trong đông y thì cái bệnh lý tê bì chân tay thuộc triệu chứng của bệnh lý là ma mộc. Ma tức là tê, mộc tức là bì. Tức là đây là hội chứng tê bì.
Nếu như chỉ là tê thôi thì vẫn cảm nhận được cái kích thích và vẫn có thể sinh hoạt cuộc sống một cách bình thường. Đến giai đoạn 2 là giai đoạn bì thì tay chân sẽ mất hết cảm giác, dẫn tới nặng là tê bại hoàn toàn. Nguyên nhân của bệnh tê bì chân tay theo Đông y, bệnh này thường gặp khi sức khỏe bị giảm sút, sức đề kháng của cơ thể bị suy giảm, dẫn tới cơ thể bị tác động bởi gió hay còn gọi là phong, lạnh hay gọi là hàn, ẩm thấp hay gọi là thấp, khiến kinh mạch bị ứ trệ, lưu thông máu kém, gây nên các triệu chứng tê mỏi, chân tay lạnh, tê buốt, các khớp đau nhức và lan ra các vùng vai gáy cũng dẫn tới đau mỏi và lan ra cả toàn thân. Thế thì theo quan điểm của Đông y, cơ thể con người là một thể hữu cơ, một khối thống nhất, bao gồm có ngũ tạng, tâm, can, tỳ, phế, thận. Ngũ tạng này làm trung tâm và được bao phủ bởi các cái kinh lạc từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài. Ngoài ra thì khí huyết là cơ sở vật chất và là động lực cho mọi cái hoạt động trong cơ thể. Tóm lại là khi khí huyết không lưu thông thì sẽ dẫn tới cái bệnh lý tê bì chân tay. Trong Đông y có một câu đó là thông bất thống và thống thì bất thông. Thông bất thống tức là sao? Khi mà kinh lạc thông suốt thì không bao giờ đau. Còn thống bất thông, thống là đau. Khi mà đã đau thì chứng tỏ là kinh mạch nó không được lưu thông. Tức là kinh mạch bị tắc. Khi mà chúng ta biết được cái bệnh lý mà tê bì chân tay này nó do phong chẳng hạn thì chúng ta cần phải loại trừ cái phong, tức là loại trừ gió ra ngoài cơ thể thì cái bệnh này chắc chắn sẽ được chữa khỏi. Thế thì Đông y có một câu là trị phong tiên trị huyết, huyết lành phong tất diệt, tức là muốn loại bỏ gió ra khỏi cơ thể, tức là muốn cho cơ thể chúng ta không bị ngoại tà xâm nhập, không bị gió xâm nhập vào cơ thể thì khí huyết nó phải được lưu thông. Và khi mà khí huyết lưu thông thì chắc chắn là không có cái gì xâm nhập được vào cơ thể chúng ta cả. Để điều trị bệnh lý tê bì chân tay thì chúng ta cần phải áp dụng các cái bài thuốc và các cái thực phẩm bồi bổ khí huyết và thông kinh hoạt lạc thì chắc chắn là bệnh lý này sẽ chữa khỏi. Ở trong dân gian có một số thực phẩm rất tốt và chúng ta có thể kiếm ngay ở trong cái vườn nhà mình. Ví dụ như là Hà Thủ Ô, thì các cụ có cái câu là muốn cho xanh tóc đỏ da rủ nhau lên núi tìm Hà Thủ Ô. Thì đây nó cũng là một cái câu mà xanh tóc đỏ da khi mà bồi bổ được khí huyết thì chắc chắn là da sẽ đẹp đẽ trở lại, hồng hào, tươi nhuận và tóc sẽ đen trở lại. Thì đương nhiên khí huyết mà tốt thì tóc mới xanh mà da mới đỏ được. Hà Thủ Ô này rất là dễ kiếm trong vườn nhà chúng ta thôi, nó sẽ mọc ở gần, rất là gần các cái bờ tường. Chúng ta đào lấy cái rễ và chúng ta sẽ xử lý thì cái này rất là tốt. Chúng ta có cách chế biến là chúng ta sẽ thái nhỏ, sau đó chúng ta sao tẩm với mật ong. Chúng ta hãm lấy uống lấy nước hàng ngày. Hà Thủ Ô có vị đắng ngọt, hơi chát tính ôn, quy vào kinh can, thận và tâm. Bởi vì là đắng thì bao giờ nó cũng đi vào tim nhiều. Và khi mà chúng ta sao vàng thì chúng ta sẽ đưa được vào các cái cơ quan khác. Ví dụ như là đưa vào vàng thì nó liên quan đến gan. Và hạ thổ được nữa thì nó lại đưa vào cái kinh thận thì tốt hơn. Và khi mà chúng ta sao tẩm một chút với mật ong thì nó sẽ đưa vào cái tạng tỳ, tức là lá lách. Bởi vì tạng tỳ thì chất dẫn nó sẽ là các cái đồ nó có tính ngọt. Cái vị thuốc này rất là tốt. Thứ hai đó là long nhãn. Chúng ta bóc cái long nhãn lấy cùi, phơi khô lên. Long nhãn có tính chất là dưỡng huyết và giúp cho tinh thần trí tuệ nó minh mẫn hơn. Thì chúng ta có thể sử dụng long nhãn bằng cách là kết hợp với táo đỏ chúng ta uống hàng ngày, hoặc là long nhãn chúng ta ngâm lấy rượu và uống nửa ly rượu vào buổi tối trước khi đi ngủ. Bài thứ ba là chúng ta có thể dùng rất là dễ kiếm, đó là nhung hiêu. Thì nhung hiêu nó chính là sừng non, nó chưa bị sừng hóa của các loài hiêu đực. Chúng ta sẽ cắt cái phần đó mang về để ngâm với mật ong hoặc ngâm với rượu, nó sẽ giúp bổ thận, ích huyết và giải độc cơ thể. Về thể dục thì đối với giới trẻ thì chúng ta không nên ngồi lâu quá một chỗ, phải thường xuyên đi lại, tập luyện thể dục thể thao. Và đối với những người lớn tuổi thì sẽ tập các bài tập thể dục nhẹ nhàng như là dịch cân kinh hay là thái cực quyền và đi bộ nhẹ nhàng. Và các bác lớn tuổi nên lưu ý là chúng ta đi bộ thì chúng ta nên đi bộ sau 5 giờ sáng, thì khi đó trời đã sáng hẳn, cái âm khí ở cái ngày trước nó đã bị loại bỏ. Khi đó mặt trời bắt đầu mọc và cái dương khí của trái đất bắt đầu được tỏa ra, và khi đó thì cơ thể của chúng ta sẽ hấp thụ được nhiều dương khí của trời đất hơn. Cơ thể chúng ta sẽ khỏe mạnh, khí huyết được lưu thông điều hòa hơn. Theo quan điểm của thực dưỡng thì bệnh tê bì chân tay này là do trước đó chúng ta đã ăn quá nhiều những cái thực phẩm âm,
dẫn tới cơ thể mất cân bằng âm dương. Khi cơ thể âm hóa, làm cho máu không được lưu thông đến tứ chi và đến các đầu ngón tay, đầu ngón chân và các cái vùng ở trong cơ thể bị lưu thông bít tắc ở đâu thì nó sẽ làm cho tê bì ở vùng đó. Ví dụ như là tỳ, nó có chức năng là tỳ chủ vận hóa, đưa máu và các chất dinh dưỡng đến các cái tạng trong cơ thể và đến các cái vùng bì mao, đến vùng xa nhất đó là bì mao. Khi mà tỳ kém thì cái chức năng lưu thông khí huyết nó bị kém, đương nhiên là bệnh tê bì chân tay sẽ xuất hiện. Thứ hai đó là khi mà gan kém làm cho gân cơ nó bị co rút, hoặc là do ngoại tà xâm nhập, phong nó xâm nhập vào, gió, chúng ta bị trúng gió hay là chúng ta bị nhiệt xâm nhập vào, nó sẽ làm cho gan bị ảnh hưởng và gân cơ nó bị co rút. Co rút ở đâu thì nó sẽ làm chèn ép các dây thần kinh và chèn ép các mạch máu, không đưa được máu đến não và các cơ quan. Nó cũng làm cho cái bệnh tê bì chân tay diễn ra. Cái thứ ba, phế nó chủ về khí. Phế tức là phổi kết hợp với tỳ đẩy khí đi nuôi dưỡng toàn bộ cơ thể. Và chúng ta biết được rằng là khi chúng ta hít vào, chỉ sau một giây sau thì chúng ta đã thở ra. Thì khi hít vào chúng ta hít oxy, nhưng một giây sau thì toàn bộ cái khí chúng ta thở ra đó là khí carbonic. Thì trong một giây đó thì toàn bộ khí huyết phải được đẩy vào toàn bộ các cái tế bào và các cái bì mao, sau đó được chuyển hóa thành khí carbonic và đẩy ra bên ngoài. Cho nên khi mà phế nó bị kém thì sẽ không đưa được huyết, không đẩy được máu lưu thông đến toàn bộ tế bào. Nó cũng dẫn tới cái tình trạng tê bì chân tay. Tim cũng như vậy. Tim là cái cơ quan co bóp đẩy huyết tốt nhất. Nếu tim mà kém cũng không thể nào mà đưa máu được lên não, đưa máu được đến các cái cơ quan tứ chi một cách tốt nhất. Cho nên với y học cổ truyền và với thực dưỡng, dưỡng sinh thì năm cái tạng của chúng ta đều là nguyên nhân để dẫn tới cái bệnh lý tê bì chân tay này. Cho nên trong cái cách ăn uống, chúng ta sẽ loại bỏ các cái đồ thực phẩm âm như là nước ngọt, nước có ga, trái cây. Loại bỏ cái việc mà chúng ta uống quá nhiều nước, nó sẽ làm cho ngưng trệ tuần hoàn, nó sẽ làm cho tỳ bị ứ đọng. Bởi vì tỳ mặc dù là vận chuyển, chuyển hóa các cái chất, nhưng nếu như uống nhiều nước quá, tỳ thì nó lại là cơ quan rất ghét cái sự ẩm ướt. Nên nếu như chúng ta uống quá nhiều nước, chúng ta ăn quá nhiều ngọt, không chuyển hóa được, ứ ở tỳ thì không bao giờ vận hóa đưa các chất dinh dưỡng đến các cơ quan được. Và từ đó dẫn tới máu huyết không được lưu thông. Và tỳ mà kém thì đương nhiên các cơ quan tạng phủ khác nó đều kém. Trên cái quy tắc là chúng ta sẽ hạn chế các cái đồ thực phẩm âm, rượu, bia, đồ ngọt, trái cây, hạn chế cái việc uống quá nhiều nước. Chúng ta ăn với cái lượng 70% nhu cầu chúng ta ăn hàng ngày thôi. Hàng ngày chúng ta đều ăn cái lượng thừa so với nhu cầu của cơ thể. Và toàn bộ cái việc mà khi mà những cơn đói chúng ta xảy ra dữ dội như vậy, đa số là nó chỉ thèm đường thôi. Còn khi mà chúng ta ăn các cái thức ăn khác quá nhiều thì sẽ dẫn tới dư thừa. Và khi mà cơ thể không chuyển hóa được, ảnh hưởng đến các tạng phủ thì bệnh lý nó sẽ diễn ra. Chúng ta ăn các cái thực phẩm quân bình, ăn nhiều các cái thực phẩm rau xanh hơn, ăn nhiều rau xanh chứa nhiều chất xơ, ăn các cái loại gạo, đặc biệt gạo lứt đỏ. Bởi vì gạo lứt đỏ nó sẽ mang tính dương nhiều hơn, nó sẽ đưa cái cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Và chúng ta ăn quá nhiều thực phẩm âm, cho nên khi ăn gạo lứt đỏ nó sẽ nhanh đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng nhiều hơn. Và trong gạo lứt đỏ nó chứa rất nhiều vitamin B, vitamin K, vitamin PP. Nó sẽ làm cho lưu thông khí huyết, bổ máu và cải thiện ngay cái tình trạng tê bì chân tay này. Ngoài ra không thể thiếu thì chúng ta cần phải sử dụng các phương pháp tác động vào huyệt vị ở trên lòng bàn chân để điều trị bệnh lý tê bì chân tay này, thì chắc chắn là bệnh tê bì chân tay sẽ được đẩy lùi. Chúng ta sẽ nhìn lên đồ hình như sau. Để chữa trị bệnh lý tê bì chân tay này thì trên lòng bàn chân thì đây là toàn bộ cái vùng phản xạ trên lòng bàn chân. Thì các bạn cần phải bấm vào năm cái tạng của cơ thể: tim, gan, tỳ, phế, thận. Tim số 18, gan số 19 ở chân phải, tỳ số 24, phế là toàn bộ số 14 là hai chân này, và thận là vị trí số 17. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào cái số 25 này là niệu quản, ra số 26 là bàng quang. Ngoài ra nếu như chúng ta bị tê bì ở chân và vùng hông thì chúng ta sẽ bấm vào vị trí số 60. Nếu chúng ta tê bì ở vùng vai và vùng tay, chúng ta sẽ bấm vào vị trí số 61.
Đấy, dùng con lăn thì chúng ta lăn toàn bộ hai cái khu vực này. Và nếu như đau ở đâu, chúng ta sẽ nhìn trên đồ hình để chúng ta bấm ở vị trí ở đó. Ở trên lòng bàn tay, chúng ta cũng cần bấm vào ngũ tạng, tim ở số 18 này, gan số 19, tỳ số 24 ở đây, dưới tim này, vùng bên tay trái, phế là số 14 và thận là số 17 ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào niệu quản ra bằng quang. Chúng ta bấm được vào ngũ quan này thì khí huyết lưu thông. Khí huyết lưu thông thì đương nhiên là cái bệnh lý tỳ chân tay này sẽ hết. Ngoài ra để nhanh hơn nữa, chúng ta sẽ bấm vào các cái vị trí đau ở đâu, chúng ta sẽ bấm vào đó. Ví dụ như số 61 này, đây là vị trí của vai và tay. Hoặc trên mu bàn tay nó có vị trí số 66, số 67 này, thuộc cái vùng lưng trên và lưng dưới. Chúng ta nếu chúng ta tê bì, chúng ta sẽ dùng con lăn, chúng ta lăn vào đây là chắc chắn là nó sẽ đỡ ngay. Trên lòng bàn chân, chữa trị bệnh lý tê bì chân tay, chúng ta cần bấm một cái vị trí ngũ tạng cơ thể, tim nằm trên chân trái, gan tương tự như vậy, đối xứng nằm bên chân phải. Đây là vị trí của tỳ nằm bên chân trái, phế nằm ở hai chân và thận nằm ở hai chân. Trước mắt chúng ta sẽ bấm vị trí của tim ở đây. Tim. Trên chân trái chúng ta sẽ bấm vào tim. Vẫn lưu ý nhắc lại cách dò huyệt để bấm cho đúng. Các bạn xem lại bài số 2. Sau đó chúng ta sẽ bấm vào vị trí của tỳ. Vì là gan nó nằm bên chân phải thì chúng ta sẽ bấm vào chân kia sau. Chúng ta sẽ bấm vào vị trí của tỳ ở đây. Hai cái huyệt vị vùng bản xạ này nó nằm hơi sâu. Nó nằm sâu ở trong cơ thể. Nên khi chúng ta bấm là chúng ta bấm mạnh hơn một chút và chúng ta cảm giác đau như kim châm thì là đúng huyệt. Vị trí của phổi, của phế, chúng ta cần dùng búa này để chúng ta gõ ở đây. Sau đó chúng ta sẽ bấm vị trí của thận. Đây là niệu quản. Rồi chúng ta bấm ra bàng quang để đào thải các độc tố, các cái lắng cặn, các chất kết tinh ở hết cái lòng bàn chân này đưa ra ngoài cơ thể. Nếu như chúng ta tê bì ở vùng chân và vùng hông, chúng ta sẽ lăn vào vị trí này. Nếu như chúng ta tê bì ở vùng vai và tay, chúng ta sẽ lăn ở vị trí này. Thì cái cách là chúng ta sẽ sử dụng con lăn và chúng ta lăn ở cái vùng mu bàn chân thì chúng ta sẽ sử dụng con lăn và chúng ta hạn chế sử dụng cái dùi. Chúng ta sẽ cách là như sau, chúng ta con lăn xuống. Sau đó chúng ta dùng hai tay để giữ cái chân này, đặt nghiêng cái chân này ra. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng hai tay chúng ta nắm và nhớ là giữ cái cả cái con lăn ở dưới. Chúng ta sẽ lăn toàn bộ cái vùng ở dưới như thế này. Chúng ta có thể hoàn toàn tự lăn cho mình. Và sau khi lăn thì cảm giác tê bì nó sẽ giảm ngay lập tức ấy. Trên bàn tay trái, tim nằm ở đây. Phế ở đây, thận đây, lá lách ở đây. Gan nó sẽ nằm ở vùng bản xạ, nằm ở vị trí bên này. Thế để mà bấm được cái bệnh này, thứ nhất bên tay trái nó sẽ bấm vào tim trước. Tim, đây, dùi vào đây. Sau đó chúng ta dùi vào tỳ. Tỳ đưa máu và chất dinh dưỡng đi nuôi toàn bộ cơ thể. Tỳ chủ vận hóa. Tỳ mà vận hóa kém thì đương nhiên là tê bì chân tay diễn ra rồi, không phải bàn. Ngay cả những người như đàn ông chẳng hạn, sau khi uống rượu bia nhiều, hôm trước mà uống nhiều quá, hôm sau chắc chắn là chân tay mất cảm giác tê bì. Vì máu nó bị loãng, dẫn tới là cái việc mà đưa máu vận chuyển nó bị kém. Tỳ nó do bị ứ đọng nhiều nước quá, bị ẩm ướt, ứ đọng nhiều nước và tỳ rất là ghét cái chuyện đó, dẫn tới là máu huyết nó không được lưu thông, gan nó cũng bị ứ trệ do bị độc tố từ rượu bia, dẫn tới là không lưu thông và tê bì chân tay. Nhưng mà đối với những người bia rượu và thanh niên khỏe thì thường là sau 1 đến 2 ngày nó sẽ hết. Còn với những người già thì rất là nguy hiểm. Đây là phổi,
Chúng ta sẽ sử dụng cái dây này, chúng ta dây. Vì ở chỗ này nó có cái xương ở đây, hai xương đây. Sau đó chúng ta dây vào thận. Bán điều quản. Và đây là bàng quang. Đối với cái phương pháp bấm huyệt bàn chân bàn tay này cực kỳ có hiệu quả, nhưng rất nhiều người hay bị bỏ cuộc, dẫn tới bấm một thời gian là ngại bấm, bỏ qua cái việc mà rất là tốt để chữa bệnh, cực kỳ đơn giản mà không tốn kém này. Nên là các bạn cần phải kiên trì, bệnh lý chắc chắn là sẽ khỏi. Còn trên tay phải thì chúng ta sẽ bấm một vùng vùng gan ở đây, vùng thận ở đây, vùng phổi ở đây, bấm ra niệu quản, bấm ra bàng quang. Trên mu bàn tay, nếu như chúng ta bị tê bì ở vùng chân và vùng hông, lăn ở vị trí này. Nếu chúng ta tê bì vùng vai, vùng tay, chúng ta lăn ở vị trí này. Nếu chúng ta tê bì vùng lưng trên, chúng ta lăn vào cái vùng này. Chúng ta tê bì vùng lưng dưới, chúng ta lăn vào vùng này. Thế thì cách lăn như sau, chúng ta đặt con lăn xuống. Đối với vùng chân, hông, vai, tay, chúng ta sẽ lăn, đặt cái tay này xuống. Tay phải chúng ta giữ như này và chúng ta lăn. Đối với vùng lưng trên và lưng dưới, chúng ta sẽ đặt con lăn như thế này. Chúng ta đặt tay úp xuống, tay phải cầm con lăn, chúng ta sẽ lăn như thế này. Và các bạn cần lưu ý là làm cả hai chân và hai tay thì mới có hiệu quả. Bệnh lý tê bì chân tay là một bệnh không quá cấp tính, nhưng nếu như các bạn không hiểu gốc rễ của bệnh lý thì bệnh lý này rất là khó chữa và nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể rất là trầm trọng. Mình tin là qua video này thì các bạn đã biết nguyên nhân gốc rễ của bệnh lý tê bì chân tay và cái phương pháp để phòng và điều trị bệnh tê bì chân tay một cách hiệu quả. Hãy like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại!